chiều ngày 1 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai đã đón tiếp và có buổi làm việc với đoàn công tác gồm 45 thành viên của Công đoàn ngành Dịch vụ Y tế Singapore do bà Catherine Lechimi, Chủ tịch làm trường đoàn. Tiếp đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thạc sĩ Đàm Đức Chính, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, cùng các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc tại buổi làm việc, được sự ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đã thông tin sơ lược với đoàn công tác Singapore về cơ cấu tổ chức của các cấp công đoàn Việt Nam, riêng tại Đồng Nai có 17 công đoàn ngành với gần 3.000 công đoàn cơ sở. Trong đó, công đoàn ngành y tế có 34 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 11.600 đoàn viên. Lực lượng đoàn viên là lao động nữ chiếm tỷ lệ 69%. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Bên cạnh đó, đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động, giúp cho họ yên tâm công tác. Tuy nhiên, công đoàn ngành y tế Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn, quản lý 34 công đoàn cơ sở với số lượng đoàn viên hơn 11.600 người nhưng chỉ có hai cán bộ chuyên trách. Tại các công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chủ yếu làm việc kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn công tác cũng được nghe Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Lê Thị Phương Châm chia sẻ những thông tin về các hoạt động nổi bật của đơn vị trong đó công đoàn cơ sở bệnh viện đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ đoàn viên bằng nhiều hình thức mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động nổi bật là các hoạt động tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp tết nguyên đán tổ chức chương trình xuân yêu thương nấu bánh trưng trao tặng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại bệnh viện tặng quà cho bệnh nhân và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người có cái tết đầm ấm vui vẻ trường đoàn công tác singapore cũng đã chia sẻ một số thông tin cơ bản như Công đoàn ngành dịch vụ y tế Singapore có 300 đoàn viên trên tổng số 6 triệu dân, trong đó 80% đoàn viên là nữ, 30% đoàn viên là người nước ngoài. Chính phủ Singapore rất quan tâm đến đời sống của nhân viên y tế, tạo mọi điều kiện về thời gian cho họ vừa có thể làm việc vừa có thời gian chăm sóc người thân trong gia đình. Trong bệnh viện có bố trí trung tâm chăm sóc con cho nhân viên y tế, đồng thời đảm bảo mọi quyền lợi để họ yên tâm tập trung làm công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, Công đoàn dịch vụ y tế Singapore cũng triển khai nhiều dịch vụ để đội ngũ nhân viên y tế tham gia làm việc ngoài giờ nhằm nâng cao thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Hiện tại, ngành dịch vụ y tế Singapore cũng đang thiếu rất nhiều điều dưỡng. Kết thúc buổi làm việc, Công đoàn ngành y tế Đồng Nai và Công đoàn ngành dịch vụ y tế Singapore đã trao tặng cho nhau những món quà hữu nghị để kỷ niệm về chuyến thăm và làm việc với ngành y tế Đồng Nai.